Parc des Princes, hay thường được biết đến với cái tên Sân Công viên Các Hoàng tử, sẽ là nơi diễn ra một trong hai trận tử chiến hấp dẫn của loạt trận thứ 5 tại bảng F, bảng đấu tử thần tại Champions League năm nay. Không khiến người hâm mộ phải thất vọng, trong 4 vòng đấu vừa qua thì chúng ta đã được chứng kiến không ít những trận cầu nghẹt thở, kéo theo đó là sự đổi ngôi liên tục của các vị trí trên bảng xếp hạng. Nhưng rồi khi mọi thứ đã dần ngã ngũ và những cuộc đối đầu mang tính then chốt nhất cũng đã đến. Nếu giành trọn vẹn được 3 điểm trên sân nhà, cùng với đó là chờ đợi Dortmund giành chiến thắng trước AC Milan ở trận đấu diễn ra cùng giờ, thầy trò huấn luyện viên Luis Enrique sẽ dắt tay đại diện đến từ nước Đức đi vào vòng trong. Nhưng cần nhớ, Newcastle United cũng đang rất cần một chiến thắng để lật ngược tình thế, và nếu chẳng may rời sân với thất bại muối mặt, không biết chừng viễn cảnh tồi tệ gì sẽ xảy đến với Paris Saint-Germain trong một bảng đấu đầy rẫy sự khó lường như thế này nữa. Đó là lý do mà cầu thủ bên phía đội chủ nhà đang ra sân một cách hưng hực khí thế và những ánh mắt thể hiện sự tập trung cao độ. Ở trên khắp các khán đài, không khí cuồng nhiệt từ phía các cổ động viên Paris Saint-Germain cũng phần nào tăng thêm bầu không khí tráng lệ tại nơi đây. Hãy nhìn gương mặt của ngôi sao đáng chú ý nhất Kylian Mbappe mà xem. Không có nghi ngờ gì về việc anh sẽ là người đảm nhận trọng trách gánh vác hàng công của gã nhà giàu nước Pháp trong trận đấu này. Nhưng nếu nhìn vào một bức tranh tổng thể, không phải Mbappe và có lẽ chính giới chủ của Paris Saint-Germain mới là người phải chịu nhiều áp lực hơn cả. Bởi nếu chẳng may phải dừng chân sớm ở sân chơi châu lục thì gần như hy vọng níu chân ngôi sao sinh năm 98 cũng sẽ khép lại. Không cần phải phân tích quá nhiều thì chắc chắn với lối chơi và thứ triết lý làm bóng đá đến từ hai vị trí lực gia, hầu hết người xem bóng đá đều đã phần nào đoán được đội nào sẽ nỗ lực có được quyền kiểm soát bóng, qua đó tạo ra các cơ hội uy hiếp trước. Quả thật cao trò huấn luyện viên Luis Enrique đã cố gắng áp đảo ngay từ những phút đầu tiên, thậm chí họ còn tỏ rõ tham vọng đánh phủ đầu đối phương bằng những miếng đánh thẳng vào hai hành lang cánh, nơi có sự xuất hiện của bộ đôi giàu tốc độ và tính đột biến, đó là Ousmane Dembele và Kylian Mbappe. Chẳng hạn như đường truyền dài xuống vị trí của Dembele ngay từ phút thứ 3 nhằm tận dụng khả năng khuấy đảo của cầu thủ người Pháp. Dù hơi chệch choạc về mặt cỏ, trơn trượt ở cú ngoặt bóng đầu tiên, song cựu sao Barca vẫn có thể tung ra một đường tạt hướng đến vị trí của Lee Kang-in. Đáng tiếc rằng, trong khi tuyển thủ người Hàn Quốc dứt điểm không trúng bóng ở nhịp đầu tiên, thì cú sút đầy uy lực sau đó của Fabian Ruiz cũng đi quá cao so với khung gỗ của Nick Pope. Chỉ mới mấy phút đầu thôi nhưng nhịp độ của trận đấu đã được đẩy lên rất cao. Lần này vẫn là một pha triển khai hành lang cánh phải. Hakimi là người đã thực hiện đường căng ngang để Mbappe tung ra cú dứt điểm điệu nghệ bằng gót giày. Dù vậy, nếu Mbappe xứng đáng nhận về điểm 9 trong pha xử lý kỹ thuật của mình, thì phản xạ của người gác đền số 22 bên phía Newcastle mới là thứ giành được điểm 10 trọn vẹn. Nhưng quyền kiểm soát cho Paris Saint-Germain không có nghĩa là trích chòe chỉ hoàn toàn chịu trận. Thay vào đó, họ cũng để lại một số cơ hội đáng chú ý. Đáng kể nhất phải là pha bóng mà Miguel Amiron đã chủ động bước lên vây bắt ngay từ phần sân của Paris Saint-Germain để đoạt bóng từ chân Hakimi. Cầu thủ này đã lập tức đưa bóng vào chân Isak, nhưng cú dứt điểm thiếu nhạy cảm của chân sút sinh năm 99 đã đưa bóng đi vọt xả trong gang tấc. 1/3 thời lượng của hiệp thi đấu thứ nhất đã trôi qua, cũng là khoảng thời gian mà những miếng đánh phủ đầu đã kết thúc. Cả hai bên đã bắt đầu chơi chậm lại, kéo giãn nhịp độ của trận đấu và tổ chức đội hình một cách chặt chẽ hơn. Họ sẽ không còn muốn vội vã lao về phía trước để rồi nhận lấy những đòn hồi mã thương không đáng có. Nhưng quả thật trong bóng đá thì điều gì cũng có thể xảy ra. Khung thành của Paris Saint-Germain đã bất ngờ rung lên. Công đầu phải kể đến người đã có một tình huống đột phá dè dặt trong vòng vây của 4 năm trước áo xanh để rồi tung ra đường chuyền cho Almiron bên cánh phải. Nhận thấy khoảng trống trước mặt, cầu thủ chạy cánh người Paraguay tung ra cú dứt điểm bằng chân trái đưa bóng đi sệt để khó chịu. Dẫu rằng Donnarumma đã thành công trong việc ngăn cản Almiron điền tên mình lên bảng điểm số, tuy nhiên thủ thành người Italia lại không có được động tác chuẩn chỉ nhất, khiến bóng đi bật ra ngay đúng đà băng vào của Alexander Isak. Trước một khung thành trống đã được mở toang ra ngay trước mắt như thế này thì Isak không thể bỏ lỡ được nữa rồi, và kết quả là Newcastle United đã có bàn thắng mở tỷ số ngay tại sân công viên Cao Hoàng Tử. Bàn thua có vẻ như đã làm xáo trộn hết tất cả kế hoạch của Paris Saint-Germain. Giờ đây, họ không còn cách nào khác ngoài tiếp tục đẩy cao đội hình tìm kiếm bàn gỡ cả. Thế nhưng sự lì lợm của những chú chim trích chòe đã khiến cho hàng công đắt giá của đội bóng thủ đô Paris gặp không ít khó khăn. Bước sang hiệp 2 không ngoài dự đoán thì Paris Saint-Germain vẫn là đội nỗ lực tấn công, còn ở chiều ngược lại, dẫn trước một bàn chơi trong thế thủ và rình rập cơ hội, vốn là một thế trận mà Newcastle United rất thích. Khi vào đến 1/3 cuối sân của Newcastle, bóng liên tục được các thủ đội chủ nhà luân chuyển sang hai cánh nhằm tìm kiếm các khoảng trống khả thi, và một trong số đó đã mở ra cơ hội nguy hiểm. Ousmane Dembele là người có cơ hội thoát xuống đối mặt với Nick Pope, nhưng thủ thành người Anh đã đọc được ý đồ và lao ra cản phá rất nhanh.
Đáng nói, bóng đã được bật ra ngay đến vị trí của Mbappe và quyết định của ngôi sao người Pháp là tung ra một cú ngả người móc bóng. Không biết đó có phải là một hiệu ứng đến từ siêu phẩm của Garnacho hay không, nhưng trong tình huống này Mbappe đã không dứt điểm trúng tâm bóng, đồng nghĩa rằng sẽ không có thêm bất kỳ một siêu phẩm nào được tạo ra và tỷ số trận đấu vẫn đang là 1-0 nghiêng về phía đội khách. Bằng một cách thần kỳ nào đó, mảnh lưới của Newcastle United vẫn chưa chịu rung lên trong cú dứt điểm cận thành của cầu thủ vừa được tung vào sân thay người Brady Barcola. Đó thật sự là một pha phối hợp tốt bên phía cánh phải của cầu thủ áo xanh nói chung và pha xử lý tốt của Mbappe nói riêng. Có vẻ như Kylian Mbappe thật sự đã làm mọi cách có thể để cứu vãn trận đấu đáng thất vọng của Paris Saint-Germain rồi. Trong tư thế quay lưng nhận đường truyền từ người đồng đội, Mbappe đã tung ra cú đánh gót một chạm trong sự bất ngờ của tất cả cầu thủ áo trắng đen, đặt người đàn em Barcola vào trạng thái thoát xuống đối mặt với thủ môn. Và có vẻ như khi mà thủ thành Nick Pope cũng đã chôn chân, nhiều người hâm mộ đội nhà đã nhổm dậy chuẩn bị ăn mừng, còn các cổ động viên Newcastle United gần như chết lặng thì cú dứt điểm góc hẹp của Barcola lại đưa bóng đi vào mép lưới. Phút 85 của trận đấu, cả Gonçalo Ramos cũng đã được tung vào sân rồi. Như vậy, đó là một đội hình tập trung tổng lực cho mặt trận tấn công của huấn luyện viên Luis Enrique. Dẫu nhiều tiền đạo là vậy, nhưng mọi kỳ vọng lúc này như thế đều đang đặt trên vai của một ngôi sao duy nhất là Kylian Mbappe. Nhưng cái cách mà Mbappe thi đấu, nhìn vào thái độ không ngừng nghỉ của anh và cả những người đồng đội bên cạnh, hình ảnh của trận chung kết World Cup 2022 với Argentina năm nào đã hiện về. Mbappe nhảy múa trước khung thành của Newcastle United rồi tung ra liên tiếp hai cú dứt điểm. Nhưng trong khi cú đá đầu tiên không thể đánh bại Nick Pope thì cú đá thứ hai của anh cũng chỉ đi cắt ngang khung thành trong gang tấc. Những tưởng như trận đấu đã khép lại với chiến thắng dành cho đội khách thì chiếc phao cứu sinh của Paris Saint-Germain đã xuất hiện. Bóng có vẻ như đã chạm vào tay của một cầu thủ Newcastle ngay trong vòng cấm. Sau khoảng thời gian tham vấn đội ngũ trợ lý VAR và cả việc tự mình tiến đến tham khảo đoạn video xem lại, quyết định cuối cùng của ông là cho Paris Saint-Germain hưởng một quả phạt đền khi cho rằng bóng đã chạm tay Tino Livramento. Trên chấm 11m, Kylian Mbappe cuối cùng đã không khiến người hâm mộ đội chủ nhà thất vọng khi tung ra cú dứt điểm hạ gục thủ thành Nick Pope. Cuối cùng thì lưới của Newcastle đã rung lên. Cuối cùng thì Mbappe cũng đã có thể một tay cởi bỏ gánh nặng cho tất cả những người đồng đội. Dẫu rằng đây vẫn không phải là một kết quả như mong muốn, nhưng ít nhất họ đã thành công trong việc giữ lại được một điểm trên sân nhà, qua đó níu giữ lại hy vọng ở vòng đấu cuối cùng. Còn với Newcastle United, công bằng mà nói thì họ đã thi đấu rất kiên cường trong suốt thời gian trận đấu diễn ra rồi. Tất cả những sự thiếu vắng về mặt lực lượng, lịch trình thi đấu dày đặc hay dàn sao khét tiếng bên phía đội chủ nhà không phải là thứ khiến những chú chim chích chòe gục ngã. Mà thay vào đó, nỗ lực giữ được 3 điểm quý giá của Eddie Howe và các học trò lại tan biến chỉ bởi một cái cắt còi, một cái chỉ tay vào chấm penalty và cả một cú dứt điểm không thể cản phá của Kylian Mbappe. Đây đúng là sự cay đắng tột cùng cho những gì mà họ đã cố gắng gìn giữ trong suốt chuyến làm khách đến kinh đô ánh sáng.